đó. Đó. Ê, này rắn nước, rắn nước, rắn nước. Ráo hả? Hai con rắn nó dài thòn. Chụp đuôi hả? Chụp đuôi hả? Giáp đó đừng. Cắn hả? Cắn. Tới đây nè, tới đây nè. Đó, 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 đó. Chụp đuôi chưa? Bắt nó đâu? Thôi thả đi. Nhỏ quá hả? Đụng người cắn mày. Dữ. Ê con này cắn đâu có sao phải không? Không. Vậy thả nó luôn không? Thả đi. Mình không có sắp xếp được công việc không quay cho mọi người xem. Hôm nay anh em mình đi bắt chuột nha mọi người. Đi bắt chuột làm để quay cho mọi người cùng xem. Này đường nào để ngầm dưới nha mọi người. Ở dưới chưa về hả chú? Ôi thằng Tài tới. Thằng Tài tới. Có thằng Tài không? Không. Ủa vậy nói thằng Tài tới mà không có số thằng Tài. Anh em mình đi bắt chuột nha mọi người. Ủa anh dưới này máy cày nó múc lên hay là lấy giá múc gì anh dưới? Ôi cái này giáp vòng làm chắc còn mấy ngày hả? Gì có hả? Có ổ hả gì? Quá trời luôn hả? Ủa rồi con này cũng đi theo luôn nữa nè. Ủa tính ra đi theo vậy là không có con nào dưới nhà hết. Không. À. Tiêu luôn rồi, quỷ. Ủa có hang này anh chưa? Giờ dạ, chép cái hang lại cho. Hang này là đất mới luôn. Đó. Đúng rồi, lưng lẹo rồi phạt. Lần kia đâu. Này nó có ngách qua kia, nãy qua kia chắc lỗ bên kia trống à. Cuốc nó gãy trời. Chưa bắt được em nào mà thấy cuốc nó muốn hư rồi hả? Im lìm quá nha. Tôi đụng mẹ đi ngược nó lại nó không nổi. Đó. Bạn phèn qua tới. Nó bắt luôn hơn dứa, nó bắt chuột không? Trời trời địa đạo của chi. Nó lũ đầu. Nó này, phải. Cùng hát vậy. Rất đau.
Đây có khi nào rắn ở không? Không. À, lu lu đầu tụi con kẹt ra. Nó chuột bọc ra. Rắn mê nữa. Như ngẫu luôn. Như ngẫu tụi con luôn. Nè khoan, trời tha đâu hết rồi. À, lúc nhúc lúc nhúc. Gì con nó ăn luôn hả? Ăn luôn. Trời ơi mê luôn. Rồi thôi kiểu này thôi à, chắc mấy bạn thì lượm hết quá. Nó cộng không ạ? À? À, hay con nó dành. Quá hàng nè. Há hai con này giống như thợ săn vậy mà bị dĩ ụt hết con rồi. Còn cái đất đó. Giờ núp luôn vậy. Thôi tình hình chưa bắt được chuột nào mà gãy luôn cuốc rồi. Cho kêu nội tra lại cái thằng. Mò không dám mò không cắn à? Cắn. Vô lấy giá là lão hai này rồi. À con nó thở rồi. À con này chết rồi. Nó vận động mà nó mập ghê. Tối sáng đêm nó ngủ. Ủa giờ tính ra nó ngủ lúc nào? Trưa nó ngủ lát nữa. Nguyên đêm đi phá. Vẫn còn trẻ. Rầm rà rầm rạch. Nhưng mà anh ông tước quyền làm đàn ông của nó rồi hả? Chuyện hết. Nó chơi ác quá. Chứ à, ở đây mà anh nuôi anh hén nó đi. Như bình thường nó núp đó 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 đó. Mẹ thấy mẹ mày. Lên lên. Đây, đây. Để cho nó vũ. Rồi. Như con đó. Ừ. Đó đó. Chụp 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 được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi. Ủa gì không có đập nó vậy là được luôn hả Dứa? Ban lại đường đi hết rồi. bạn mày mày rủ đi chứ tao dính gì đâu. Dính mà là gì mày? Cháo được không? Ủa tính ra con đen này nó hay quá ha, nó chụp liền ha. Như mình la nó nhả ra chứ mình không la là chắc nó quất luôn hả? Không la nó không nhả đâu, nó vũ nào chết thôi. Này chiến lợi phẩm đầu tiên nha mọi người. Đã đời, bắt được con này là hư hết cái cuốc rồi đó. Ê, nó tắm luôn hả? Tắm luôn, nực á. Hay thiệt. Nó đang tắm mà sao suy nghĩ lại không tắm đi lên nữa. Nãy giờ ba anh em mình đi mới được có con chuột nha mọi người. Đào mệt quá mà bắt không có được nhiều. Này chắc hồi về mua chuột thêm chứ vậy sao đủ nhậu. Ủa trong cái dũng này cá rủ mít quá chừng luôn. Tao có màu nhậu gì tao bắt thành hai cái nha. Chơi chơi hết hâm rồi. À, tính ra mình là ba người với hai con chó mà thua con chuột.
Ồ, chiến lợi phẩm. Ê! Nè. Có cái nào còn con nữa không? Này có bọng nữa hay gì không chưa? Cây thuốc dồi. Cây này là cây thuốc dồi nha mọi người. Sao nó có bông đúng không, dưới này bông mà. Cây này cũng là cây thuốc nam nha mọi người. Thế ai có nhu cầu cần cái cây này để làm thuốc nam thì vô liên hệ với anh dưới nha. Này nhà không có trồng mà nó lên tự nhiên nè. Quá wow, trời tốt luôn, dọc bờ kinh luôn. Đây là chuột nướng nha mọi người. Tắm rửa tính đi đâu à, không ngạo à. Này anh thợ nấu này ở bên Tân Đông nha mọi người. Chào khán giả cá đi anh Nguyên. Chào mọi người, bữa nay mình ăn chuột nướng dí được có hai con, như anh Tấn nói chạy mua thêm. Này có thêm lòng bò nha mọi người, khăn lông luộc với lại gừng với lại sả. Hôm nay cũng có rước anh thợ nấu này, anh ở tuốt bên Tân Đông, Thạnh Hóa lên nha mọi người. Qua đây chắc cũng cỡ 50 cây á ha anh. Hello. Chào mọi người nha. Chào mọi người. Wow, tính ra tay nghề cứng thiệt, cầm dao cứng khừ luôn. Giờ không được luôn. Công nhận cầm chắc ghê. Rồi xong. Rồi, vậy không kêu lên tích thủy vô đồng bóng, tích vô đồng bóng rồi. Ngắt là anh chạy qua cái gì đó. Cho tôi thầy thử cho mấy hộ mà mấy đâu người hai đứa nào biết thầy cho thầy. Ai biết là nhà anh không cháy con đó luôn Nguyên. Anh Nguyên là con đó. Ờ tôi thiệt anh á, nhà tôi khó cháy rồi. Tại vì nó cháy hoài đâu còn gì nữa để cháy. Tại dưới đó nhà tường nên đâu dễ cháy giống như nhà lá. Tôi cháy hoài, cháy hoài lấy nữa gì nữa đâu để cháy. Cháy biết hết trận luôn à. Vợ tôi dễ đúng không? Bả làm hả? Đừng có, vợ anh dưới dễ chịu lắm, không có chửi anh. Bây giờ anh em tới nhậu là một cái này là mấy độc lạ của Bình Dương nè, chứ không có giờ về tới Tân Thủ Thừa rồi nha mọi người. Bây giờ 1, 2, 3 là tôi quất con này luôn á. Có ai cản không? Cản đi để hồi ối rồi bắt trong rồi anh em ta thấy tốt chứ. Nếu không cản chứ con dám ăn luôn. Này cũng đặc sản miền Tây nha mọi người, này là chuột nấu cơm mẻ. Mình hâm lại cho nó sôi lên cái. Rồi mình bỏ cái ngò này vô nha. Để cái này vô rất thơm nha mọi người. Nếu mà nấu cơm mẻ mà không có cái ngò này thì chuột không thơm được. Nay anh em lâu ngày họp mặt lại cũng không có gì nhậu nhiều nha mọi người. Chuột nướng với lại đây có mớ lòng bò. Lòng bò luộc sả với lại gừng. Này lòng bò thì ăn có dưa leo với lại chua chát, cà chua, có ít rau sống nữa. Lòng bò này thì ăn với mắm nêm, có mắm nêm mong nguyên con mới ngon nha mọi người. Ủa bệnh có không? Sao có nhiều chuyện á? Cũng nhiều chuyện á chứ. Rồi vô bia đi, tới dưới với Nguyên đi. Có 3 con là 6 lát hả? Nấu rồi, hương đó. Rồi hai anh em vô cái luôn. Rồi cái đầu đâu? Uống với Nguyên đi, anh với Nguyên đầu đi. Đầu dục. Trời. Đã người ta đầu nãy bỏ vô luộc mẻ luôn cũng được. Đã người ta mần đem qua mà. Vô ha. Hôm nay bắt bao cá luôn.
Rồi vô anh. Thấy đèn chạy lên chưa có luôn. Thấy đèn về có mà về gặp thịt bò không? Có tại quái mới có đồ bắt thôi chứ cá gì đâu có thiếu. Đâu có, anh nói đúng quá. Uống đã cái vỗ đùi cá luôn anh Nguyên nha. Ui, công nhận quá. Vỗ đùi thôi đừng có vỗ mà. Nhéo lỗ tai không? Nhéo luôn. Qua không vỗ mặt đâu bây giờ. Qua nhéo lỗ tai chứ. Chơi môn hoài nó cười. Chính xác. Bự quá. Chấm với gì anh? Được quá không? Mắm nêm anh. Đó đúng nè, con mắm nêm. Hết luôn hay là mình làm một nửa thôi? Hết luôn. Hết luôn hả? Trời ơi, theo sự yêu cầu của khán giả ha. Vớt mấy luôn hả ta, tao không chừa bọng đâu. Không? Không. Chừa gì? Bọng. Số 1 ha. Chừa bọng là chừa gì? Thổi, thổi. Quá ngon. Này là thợ nấu út lùng nấu mà sao không ngon được anh? Nó bằng trời nó ngổ trẻ ha. Em nghĩ chắc ngon nhà trái dừa quá. Dừa thì của chủ nhà. Đỡ khỏi dục hết ráo sợ gớm. Vô trai. Vô. Rồi vô. Có chấm gì không vậy cái con chuột đó đó? Có chấm muối muối ớt á. Sao tôi nhìn cái mặt tôi đẹp trai hơn thằng không chấm nữa nè. Cái con chuột đúng rồi đẹp mà, đâu nói gì đâu. Ta nãy đưa hình đó chú nhìn không ra đúng không ạ? Nó có vừa thôi. Tính ra sáng mình đi trễ ra còn có quá nhặt. Còn lại gần. Chứ hỏi anh dưới cái nhặt sống này là anh mướn này là của nhà luôn cho anh. Mướn à? Mướn. Dạ. Mướn ở trong này anh kéo đó luôn hả? Nhà không có điều kiện. Vậy phạt anh miếng dưa ha. À, nhưng mà hay mướn vậy là mỗi xô vậy là cỡ mấy xị? Không biết không? Hên xui thằng chủ nhà không phái cái nhiều lấy. Rồi vô top nha. Rồi ok. Nếp vlog nha. Rồi vô anh. Đâu rồi kêu nó lên nhậu nó đâu mà sao rồi. Trường ơi. Trường. Qua Nguyên đẹp trai. Trường ơi. Lên nhậu vậy. Phải nói là uống cái nước này nó y như nước trà vậy ta. Trường. Không mấy ly đầu lúc nào cũng ngon mà không lẽ mình cái đồ mình nó đồ bất tử dữ sao trời đâu mà sao đồ bất tử hả bất tử bất tử được ơi vô khi tình tôi đã trao em rồi đu cho ai dưới trời